Chứ Dục Thu tôi mới đi tả cho. Vậy là cô à, quay quay đi, mỗi họ lấy ca chê cả mẫu cả quả. Ok cho thầy. Không được, mà giờ không chứ. Có biết không? Tôi cầu anh, bạn bỏ qua anh ấy. Này, lô số mà. Không phải, tôi về đến lúc thấy con chó. Này, là... Tôi mới là yêu vẫn cái Tiểu Chun Chun. Nè, bạn thấy hả? Mà gì? Tôi kêu bạn thấy tôi bụi chứ, bị chuyện xé trong nhà, hả? Lời. Hổ à, hổ à, lẻ. Này thì hai người xuống lạc phàm gian vẫn chỉ Diệp Thu, chứ không phải là tôi nuôi dưỡng Tư Ân rồi. Chúng mày còn không đi? Tiểu Mùi còn chưa hồi à, vậy nên để Tiểu Mùi ở lại đây phục vụ bạn. Sau này tôi sẽ không phiền bạn nữa. Mộc Phi Diệu Diệp ở trong đó, đánh cứu thế nhân à? Hề, chỉ là cái gì? Lý Lượng Chí đó. Là à, tôi nghe được Hoàng Mẫu Lương Lương nói, phải phái thiên. Giờ thời cơ chưa đến. Tạm thời tôi chỉ nói đến, tôi hai người có thể cùng nhau sâu nội tâm. Vậy thì quá đắt. Không phải mà. Thượng công, bạn ra ngoài làm gì vậy? Khí tụy đan điền. Tôi dùng cả. 相公，你做嘢咁辛苦，小唔通佢同我娘子有老？唔系啦，我唔系嚟帮衬嘅，系有啲嘢想请教你。啊，冇事，